Đấy, ok anh em ơi, chuẩn bị đi mở rương anh em ơi. Mới đấu rương 10 kim này, thi đồ nét mở rương này. Rồi, mua chìa khó 2 kim. Đó. Đó anh em, đủ nha anh em. Đó, rương 10 kim. Chìa khó 2 kim. Rồi. Anh cũng không biết cái gì cứ hỏi lên, chỉ vài hoa là biết anh ơi. Đó, bây giờ sẽ lên mặt cao quật mở nha anh em. Dày năm độc 19% thì lại ngon. Cái đó dày năm độc thì anh cuối anh sở hữu luôn anh ạ. Bán đúng giá anh sở hữu luôn. Đồ năm độc hồng kim có thời gian bộc phát không? Có nha anh em, nếu mà ra dày ô lung thì mới có thời gian phát động nha anh em. Ok đúng rồi, Thi vừa chết Khải 1 triệu đủ 10 rương rồi nha anh em. Cảm ơn em nha. Chơi nét đó Thi Nguyễn. Đúng rồi Khải Phùng ơi, Thi thì đó nét Khải liên tục mà. Thi nói chung là một trong những người bạn là quen Khải hơn nay 2 năm hơn rồi anh em ơi. Đó, Thi đó nét liên tục à. Nói chung là vào ngày 8 này Khải có mặt ở Sài Gòn. Anh em nào ở gần khu vực Sài Gòn thì cứ liên hệ Facebook Khải, rồi Khải sẽ cho đi chở cho anh em tập trung lại một buổi. Nói chung là như là sáng sớm khoảng 6 giờ Khải đến bến xe Miền Đông, xong rồi Khải chạy về quận 12. Đó, thì nói chung là chắc là Khải ở quận 12 đến chiều thì Khải mới đi Vũng Tàu. Thì anh em nào mà có rảnh rỗi buổi sáng hay là buổi trưa anh em thì gần khu vực quận 12 á thì ghé qua chỗ Khải giao lưu chơi nha anh em. Nói chung là làm vài ly cà phê, uống nước trà giao lưu chơi nha mọi người. Còn anh em nào mà thích thì đi Vũng Tàu với ban. Tại vì ban Khải là ngày 8 sẽ lô xe đi Vũng Tàu. Chắc khoảng tầm 2 hoặc 1 giờ gì đó thì ban Khải sẽ lô xe từ Sài Gòn về Vũng Tàu chơi nha anh em. Ok anh em ơi, ok Cường Trương ơi. Rồi Khải sẽ đi mở rương cho anh em xem nha. Để tí anh mẹ đội tên là gì thế? Mẹ đội tên là bên phần khác anh ơi. Bên phần khác nó có cái chữ mật khẩu á. Anh Cún ơi, anh Cún ơi, giá được đó là một rương hồng kim phái 10 kim, hai thủy tinh 440 và 450 cá nhân 225 xu. 10 kim này là khá tính tiền đó nha. 440 xu. Cất bớt. Cất bớt. Trừ nó dùng xu. Làm cái dạng này cất bớt nè. Nó bao nhiêu công nè, khả tính cái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15, 16. Cất bớt. Bây. Tổng thu hôm nay cái rương này sẽ phát hết tất cả anh em nha anh em ơi, bù lại những ngày qua nha. Tổng thu của chúng ta đó là 10 kim rương cộng 440 225 là tổng thu là 10 kim 0.665 xu, trừ giờ làm thích nhạn 500 xu, còn 10165 xu. Nè giờ hỏi lại lần nữa nè em ơi, anh em này phía 1 kênh bang á, anh em xem lại thử ai chưa phía 1 không được Khải chia nè em ơi. Hiện tại là Khải tính là có 16 người đâm bot. Có thiếu ai không? Có thiếu ai không anh em? 16 người đâm bot này đồng Khải chia luôn một lần cho tí nữa. Chia xong rồi bảo thiếu là không được nha. Ai nữa? AKK đúng không? Rồi ok, AKK nữa thành 17 người này. Đó. Mình thu được là anh em xem thông báo anh em ơi. Ai nữa? Rồi, nhớ nha anh em, nhớ phía một một lần thôi Hồng Dung. Hồng Dung điểm danh rồi anh. Trời ơi anh em lặng chế rồi. Hồng Dung điểm danh rồi anh. Quên. Em là nói kéo lại kênh vang anh em đợi mà. Ừ. Rồi ok này. Xem lại đầy đủ nha anh em. Rồi ok, 17 người đâm bot. Chia nè. Chia cho 17 nè. Mỗi người sẽ nhận đó là 627 xu. Đó. Rồi, chia cho 17 người. Anh em tính tiền xem thông báo nha. Bây giờ Khải đang mở rương cái. Đợi chút nha nè, về chia. Ok anh em ơi, thì bây giờ thì 12 kia đâu, có 10 kim mấy thôi anh em ơi. 10 kim rương, 2 kim thiệp, làm gì 2 kim thiệp anh? 225 xu thiệp thôi, có đâu mà 2 kim thiệp cơ vậy. Cái thiệp là 450 cá nhân thì nhân cho 0.5 thì được 225 xu thôi anh ơi.
Là nhiều đốm hai kim nhiều quá vậy. Ok này, bây giờ thì Khải sẽ lên mặt cái quần nha anh em ơi. Anh em đang xem video này đừng quên đỡ lại cho Thi Nguyễn một like chia sẻ ủng hộ nha anh em ơi. Cũng như là Thi thì vừa donate Khải thì đỡ Khải mở rương cho anh em xem. Thì đó là một tinh thần đỡ cố gắng, đó là một cái động lực đỡ Khải cố gắng like cho mọi buổi tối anh em xem. Thì nói chung thì anh em xem thì coi như ủng hộ Khải bằng cái like cái view thì ok rồi. Nếu như anh em nào mà được thì có thể donate Khải như lúc nãy là anh Sáng Đỗ nè, donate Khải 100k cũng như là Thi donate mở rương. Thì đó, thì có cái đỡ anh em xem. Thì nói chung là những cái donate này á thì cũng là tấm lòng của anh em. Hơn 400 anh em xem ở đây thì Khải cảm ơn anh em rất nhiều nha. Ok, bây giờ Khải sẽ lên mặt cả quật theo ý nguyện của là Thi Nguyễn vừa rồi là bảo Khải lên mặt quật mở đi. Ok, bây giờ Khải sẽ lên mặt cả quật anh em ơi. Khải sẽ cắt hết kim khúc dưới này đây. Đó, các kim khu dưới này anh em cùng đi trải nghiệm lên mặt cái vực, một khu vực khá đẹp. Chúng ta mở rương thử nha anh em. Mở rương xong thì Khải sẽ phát lương anh em. Đó, tại bây giờ còn dư nè. Đó. Ấy. Khải tính tiền cho ta như tính lộn quá ta. Đúng rồi, thiếu là 225 cá nhân tới cái trừ gỗ ghẻ là Khải lấy nè. 200 cá nhân. Đó, rồi xong. Đó, ok. Nói cho Khải lấy vô vào chứ à, chết em luôn anh ơi. Đó, ok, bây giờ chúng ta sẽ lên mặt cao quật. Em sẽ đi một mình nè. Mặt cao quật em lưu rương thành đô đi. Thêm anh Thi nhé. Đúng rồi, Thi thì bữa donate cũng nhiều. Bại hôm trước Thi cũng donate Khải khá nhiều đồ mà. Hiện tại hôm nay Khải chuyển về công luôn. Nhưng mà cảm giác đánh nó chưa được ok lắm nè. Chắc phải gì xếp ăn ban thôi. Chứ năm hành thì nó thiếu hưởng quá, không đánh nổi. Có 40 chón không thể nào đánh được luôn. Nè, em ơi, Khải lên mặt cao quật nè. Đó. Một like mà rương kiếm may mắn anh em ơi, đúng rồi anh em ơi. Vô ma tượng ngọc khấu, răng ngọc bội vô ma đúng bài luôn. Trời ơi, răng bội ngô ma thì đúng bài luôn. Ok anh em ơi, chúng ta cùng di chuyển lên mặt cái quật nha anh em. Thì hôm trước thì Khải mở một rương ngay khu vực mặt cái quật bên tay phải rồi. Giờ hôm nay Khải sẽ mở khu vực bên tay trái nè, một khu vực cũng khá đẹp. Ngay khu vực này thì Khải cũng hay chụp hình trên này khá nhiều luôn. Ok, chúng ta sẽ đổi vị trí. Chúng ta sẽ đổi vị trí nha anh em. Khải sẽ lên tay trái. Đó, rương kim phái nè. Anh em đang xem video này thì đừng quên ủng hộ Khải một đăng ký kênh. Mình nhấn vào chuông để tiếp tục những theo nhựa dõi những cái video mà Khải mở rương nha. Video này Khải up lại trên kênh nha. Anh em nào chưa xem và cũng như đã xem rồi thì có thể ghé vào cho Khải một like chơi nha. Thêm anh Thi Cô Tê. Đúng rồi. Lại áo nữa. Hello anh Văn Tiến Nguyễn nha. Hello anh em. Gần 400 anh em, mỗi người cho Khải một like chơi nha anh em. Đó. Có Thi đồ nét là anh em có rương mở chơi nè. Hôm qua hôm kia thì Khải cũng mở rương cho anh Cún Nghĩa, Cún Binh cầm đồ. Nhưng mà không được gì hết, được như là một cái áo, một áo gì đó, áo cung lô. Giày năm độc, trời ơi, giày năm độc khỏi chơi luôn. Bao tay đồng cửa 4033, được không? Hello anh Đức Anh Nguyễn, Đức Anh Trần nha. Xương tinh hàng thiết, trời ơi, xương tinh hàng thiết nó chịu luôn. Quả ngon luôn, đừng ra xấu ô nữa là được. Ra bao tay đồng cửa chuyển về cái băng rồng luôn. Ok anh em ơi, không biết tầm này thì Adder đã fix cái đồ hồng kim chưa. Nhưng mà tầm này thì băng Khải mở rất là nhiều. Đa số là những cái món áo bao tây đai lưng này nọ cũng khá là nhiều. Cũng đều dùng lại là hên xui nè mà không biết như thế nào thôi. Ra cái lò khen em mi luôn hả? Ra cùng lồn luôn. Ok nè, bây giờ chúng ta sẽ mở cho nè. Hiện tại bây giờ thì Khả đang đứng trên khu vực mặt cao quật này. Khả sẽ mở cho em xem nha. Nói chung thì hiện tại bây giờ thì nếu mà ra bao tây xương tinh thì quá chắc luôn nè. Đó, ai cũng mong ra bao tây xương tinh. Hiện tại bây giờ thì Khả đang có hai món năm hành này. Nhẫn xương tinh, áo xương tinh và cái đai xương tinh thì Khả đang cố gắng ép thử như thế nào. Còn không thì Khải đi gì ông ban, lúc đó tính tiếp. Rồi mở nha anh em. Không để anh em chờ đợi lâu. Đó, vị trí này khá đẹp. Cho anh em xem nè, đó, cho anh em xem bản đồ này. Đó, thấy chưa. Góc này thì đứng hóng gió này nọ khá là chắc. Rồi mở nha mọi người, 100 trường. Ra cái quần cái ban là tiêu luôn. Rồi, khui nha mọi người. Anh em đang xem cho một like chia sẻ khui rương nào anh em ơi. Chúng ta cùng chờ đợi xem thử rương này của bạn Thi Nguyễn sẽ ra gì nha anh em ơi. Chúng ta cùng chờ đợi. Ui, đủ. Mới đang mở nó bút cái dòng tốc độ chạy cái mất rồi nè. Lại anh em ơi. Đai xương tinh thì quá tuyệt luôn em ơi, khỏi phải ép. Tại vì hôm trước Khải có tính tiền xương tinh thì cái đai xương tinh ép khoảng gần 2 triệu nè, 30 kim. Khui hàng. Chúng ta cùng xem thử được món gì nha anh em ơi. Tại nếu mà chơi con lô mà ra xương tinh thì quá chất luôn nè. Chúng ta cùng khui hàng nha, nhiều anh em bảo đừng ra 6 dòng là được, đừng ra 6 ô là được. Bây giờ chúng ta chết trước thử làm là mấy ô nè anh em ơi. Chết trước bên tay trái chúng ta thử là trên cao là mấy ô. Hiện tại đã xuất hiện 4 ô rồi nha anh em. 4 ô rồi, chúng ta cùng chờ xem ra 1 hay 2. Gì đây, chúng ta cùng chờ đợi 4 ô. À, chúng ta thấy có cái gì 2 ô rồi anh em à. 2 ô rồi. Gia truyền rồi. Ôi, có phải là gia truyền đường môn rồi anh em à. 1 là gia truyền đường môn, 2 là gia truyền công lôn.
Một là gia truyền đường môn, mà công lôn thì không phải rồi. Chắc kiểu này gia truyền công lôn rồi anh em ạ. Ủa, gia truyền đường môn rồi anh em ơi. Gia truyền đường môn này. Nếu gia truyền đường môn, gia truyền đường môn, Thiên Quang. Ôi, gia truyền Thiên Quang này cũng đẹp luôn anh em. Mắt binh luôn. Như kháng cả 20 là mắt đúng không anh em? Khải kiểm tra. Ôi, 20-24. Không biết là 20-25 ta. Được khải kiểm tra thử như gia truyền Thiên Quang anh em. Gia truyền Thiên Quang khá đẹp luôn anh em ạ. 20-24 và 3 cấp đường môn phí ám khí luôn. Tầm này nếu mà gia truyền này cũng cho xe mang thôi anh em. Chạy chính thì tầm này đa số người ta xài ông ban rồi. Còn nếu mà anh em nào build được theo cái kiểu năm hành ngon lành thì có thể xài đường môn cũng được anh em. Đó là mỗi người một cách chơi. Được khải xem thử cái gia truyền. Dây truyền Thiên Quang đường môn thì vì lâu rồi chưa nhìn lại. Kháng cáo nhiêu ra nè. Gia truyền Thiên Quang. Thiên Quang đường môn để xem thử là kháng mắt là 25 hay là 20 ta. Nhìn Thiên Quang đường môn đâu. Điền Thiên Quang đường môn. Ôi sao nó mất ta. Gia truyền Thiên Quang. Bao nhiêu anh em, bao nhiêu anh em? 20 mắt chưa anh em hay là 25 ta? Hình nhớ như là 25 mới mắt thì phải. 20 chưa mắt đâu, 20 gọi là tầm đẹp đó. Chứ nếu mà đang 17, 18 nữa là đen luôn. Đang 17, 18 nữa là gọi là quá nhỏ luôn anh em. Tại vì 20 là gọi là số đẹp rồi. Gia truyền Thiên Quang đâu? Đụng phải gõ YouTube mà không có gia truyền Thiên Quang anh em à. Gõ trên phim trên cái Google. 24 là mắt đúng không? 24 là mắt, 3 cấp. Phòng thủ 24. Rồi kháng cả 20. 24 cái mắt. Ok, nhưng tôi dùng giả là ok rồi anh em ơi. Đổi mắt hết, mua đi ba. 24 mắt, ok anh em ơi. Gia truyền Thiên Quang này thì nếu ok thì đường môn khả xài vẫn được anh em. Hiện tại khả đang có mặt đường môn trong xe luôn. Nếu mà ok thì đường môn xe thì nó sẽ xài. Gia truyền này tiền không á, tiền về á. 24 là 20 mắt. Đồ tính ra giờ này cũng tạm ổn anh em. Đó, 20 kháng cả và 24 phòng thủ của Lý. Vài đẹp rồi, 240 mát đúng rồi. Đời mát hết làm admin clip luôn á. Rồi ok anh em ơi, nói chung thì lần này thì mở được gia truyền Thiên Quang. Thì Khải cũng đang có mạng đường môn để cho anh em xem. Nếu mà ok thì Khải sẽ build cho con đường môn thêm một set đồ nữa là xong. Ba cấp ám khí là ngon rồi. Anh Cường đang đi set thằng bang anh em ơi. Anh Cường đang đi set thằng bang. Chủ yếu ba cấp đúng rồi, ba cấp đẹp quá. Anh gõ Thiên Quang mát ọp, nó ra mới hiện. Gõ Thiên Quang mắt ốp. Gia truyền Thiên Quang mắt ốp. Tại vì lâu quá không để ý. Không có luôn. Trên này không có luôn. Nên gia truyền Thiên Quang mắt ốp. Hình ảnh nói chung không có. Như anh em nói là đúng á. Đó mà mắt thì khoảng 24 là mắt. Truyền Thiên Quang này. Trang bị xâm hồn. Điện phát. Bên hàng xâm hồn. Đồ trên này không có Thiên Quang ta. Thiên Quang có đường môn đúng không? Đúng rồi, sao không tìm ra nè. Thiên Quang định tâm ngân phù này. Nói chung là ok nè em ơi, năm hành là chuẩn luôn á. Lần hiếm hoi đỡ nhỏ, nói chung lần này cũng đỡ nhỏ nè. Nói chung là cảm ơn Thi cho ông phao vừa rồi nha em ơi. Ok, cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn Thi Nghiễn nhiều luôn, đúng rồi em ơi. Cảm ơn Thi Nghiễn bạn nha. Bữa nào có vào thì anh em mình giao lưu nha Thi ơi. Vào Sài Gòn hú dứt em đi gọi đầu thư giãn. Bán gia truyền này nhiêu ta? Hello chị Trần nha. Ủa chị Trần server nào mà bán? Hiện tại bây giờ Khả đang sẽ đúc con đường môn nè. Nếu mà ổn thì Khả sẽ cho đường môn xài, chứ bán thì cũng không bán được. VNG không có thông số bộ Thiên Quang. Đúng rồi, em tìm VNG không có. Vào đây mà coi nè Khải. Vào nào cho coi anh Khánh Văn Trần Văn ơi. Ok anh em ơi, truyền Thiên Quang được rồi anh em ơi. Đó, được, được. Thiên Quang là nọ đúng rồi. Trông quá đẹp. Cũng được anh em ạ. Cũng được anh em ạ. Sẵn có đây đường môn. À, đúng rồi, đúng, đây, trời ơi trời. Lên con một đường môn năm hành luôn em à. Đây, giờ nó mới nhớ, à lộn, đây là đài tứ không. Đây, trời ơi, đường môn, ok, đường môn chuẩn năm hành luôn cũng được đấy. Thêm thời gian chón. Đường môn, đai đường môn rồi Nam. Được không Nam? Đúng theo đường nọ luôn, đúng chuẩn bài luôn em ơi. Đường môn bên hàng luôn nè. Đúng không em ơi? Đó, chàng anh có bơi đó, ok anh ơi. Hiện tại bây giờ Khải cũng đang dương một cái đai bên hàng. Khải sẽ lên một đoạn đường môn nữa. Ok chưa? Ok Lộc Lộc ơi. Kháng 24 sẽ mất. Kháng cả 24 sẽ mất. Trong tầm này được rồi. Đó, quá chất anh em ơi. Ok luôn. Chung là lần này với 12 kim thì khoảng gần một chiều thì ok rồi. Không tới 29 đâu. 24 mát thôi là mình kháng cả 29 được. Hồng kim môn phái thì 24 mát thôi. Rồi anh em đang xem thì đừng quên ủng hộ cho Khải một like chia sẻ cho anh em ơi. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh nha mọi người. Gần 17k sub rồi anh em ơi. Ai chưa đăng ký kênh ủng hộ đăng ký anh em ơi. Cảm ơn em rất nhiều nha. Chúc anh em một buổi tối xem live vui vẻ và xem video này vui vẻ nha anh em ơi.